Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Kính gửi các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Thực hiện văn bản số 1984 ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Sở Y tế Hà Tĩnh và văn bản số 452 ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Theo đó, tình hình dịch bệnh bạch hầu đang có chiều hướng diễn biến phức tạp để chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 1. Triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo theo văn bản số 1984 ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Sở Y tế Hà Tĩnh và văn bản số 452 ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 2. Trung tâm y tế huyện Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bạch hầu theo quyết định số 2957 ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bạch hầu theo quyết định số 2957 ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly điều trị kịp thời ra soát quy trình trang thiết bị thuốc vật tư y tế tăng cường hoạt động giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bạch hầu tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai xử lý triệt để không để dịch bệnh lan rộng chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị trường học hướng dẫn các cơ sở giáo dục nhất là các trường mầm non triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh như bảo đảm vệ sinh sạch sẽ thông thoáng lớp học và có đủ ánh sáng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhóm Zalo, mạng xã hội về nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu để người dân chủ động thực hiện phòng bệnh. 4. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra và giám sát dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành y tế, vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và báo cáo các ca bệnh, ổ dịch theo quy định. 5. Các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bạch hầu cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân được biết để chủ động phòng tránh. 6. Công an huyện, chỉ đạo công an các xã thị trấn phối hợp trạm y tế xã thị trấn kiểm soát người đi đến trên địa bàn, đặc biệt các công dân đi đến từ vùng có nguy cơ dịch bệnh kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành phòng chống dịch. 7. Giao phòng y tế thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung trên, nắm bắt thông tin, đánh giá nguy cơ, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời. Yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Thay mặt Ủy ban nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phan Hồng Yến.